người đã đến với kênh Thanh Nhã Vlog nha mọi người. Thì mình là Nhã, còn đây là Nguyên Tam của mình. Hôm nay có anh Tuấn Miêu ngồi đây nha mọi người. Thì hiện tại giờ bên nhà mới này thì anh Tuấn qua đây ở chung với anh em mình luôn rồi mọi người. Vợ bỏ rồi. Vợ bỏ cho thằng người xuân tử. Người gái có vợ bỏ mọi người. Không có bị cái đầu nó hay bị bù, nhẹ nhẹ khác gì. Tối đây ngủ thì gì vậy hả? Tuấn cái này học bù. Dạ. Thấy mẹ nó giữ á, tối mày ngủ mày giữ á. Nó gáy như con gà kêu chứ. Thôi bây giờ mình sẽ gắn cái clip lên đây cho mọi người xem nha. Đây. Quá thú vị vậy. Vẫn vui chứ không người. Hôm nay á, anh em mình sẽ có một clip này, gọi là clip này dành tặng cho những bạn mà yêu thích anh em mình từ lâu rồi đó mọi người. Thì những bạn yêu thích anh em mình á, có yêu cầu anh em mình rất là nhiều luôn, làm những cái chủ đề mà mọi người đặt cái câu hỏi xong rồi anh em mình sẽ trả lời đó mọi người. Thì hôm nay anh em mình sẽ thực hiện cái mong muốn đó của mọi người, thực hiện cái mong muốn đó của mọi người nha. Thì cái clip hôm nay á, anh em mình đăng lên xong rồi á, những bạn nào mà có thắc mắc gì về tem mình á thì các bạn hãy hỏi ở bên dưới comment nha mọi người. Thì các bạn cứ hỏi đi, nếu như mà comment nào mà được nhiều lượt like á, mình sẽ lựa ra tầm 10-15 cái comment mà đứng top mọi người, nhiều lượt like á, đứng top á, anh em mình sẽ trả lời. Với lại những cái comment mà hay với mọi người, còn mình cũng nói trước luôn mọi người, những cái comment mà nói chung là nó nhạy cảm quá thì anh em mình sẽ xin được phép là không trả lời những comment mà nhạy cảm quá nha mọi người. Đó thì mọi người muốn hỏi gì cũng được, hỏi là bây giờ YouTube có khó không, hay là khi nào anh em mình có ghệ, hay là khi nào dám có ghệ gì đó thì hỏi đại nha mọi người, chả sao cả. Dạ. Không nhé em ơi đừng buồn, một người như thế không đáng để thương. Đừng nói đến đây, đừng nói đến đây, người ta kệ, người ta kệ, không có chuyện sao. Nói đi, tính nóng lắm á. Ok thì mọi người cứ hỏi thoải mái cho mọi người, thì anh em mình sẽ sàng lọc ra, xong rồi anh em mình sẽ trả lời cho mọi người biết những cái thắc mắc mà anh em mình thổ lộ những thắc mắc. Những cái thắc mắc mà của mọi người trong thời gian bấy lâu nay mà đã hỏi anh em mình đó, thì clip này anh em mình sẽ gom lại và trả lời cho clip sau. Sẽ thời gian sẽ là 24 giờ cho mọi người hỏi anh em mình nha mọi người. Thì mọi người cứ hỏi thoải mái đi, hỏi cái gì cũng được hết mọi người, hỏi nào mà hay mọi người, sao cứ cái gì cũng được. Cuộc sống, đời tư, gia đình, tình cảm, tình duyên, gia đạo coi bói, chụp xuyên số rồi này kia đó, bạch quái bay trời ơi trời. Ok thì mọi người có thắc mắc gì cứ hỏi bình thường nha mọi người. Thì tại vì á, mình làm clip này là tại sao mọi người, mình thấy là nhiều bạn comment dữ lắm mọi người, yêu cầu anh em mình là anh ơi làm lại clip trả lời câu hỏi đi, rồi anh ơi cái này anh ơi cái kia, hỏi rất là nhiều nhưng mà mình không thể nào trả lời comment mọi người hết được, tại vì rất là nhiều comment mọi người ơi. Cho nên là anh em mình sẽ gộp lại xong rồi trả lời mọi người bằng video luôn, cho nó chân thật nha mọi người, cho nó chi tiết luôn đó mọi người. Ở đây mình đang nói chuyện chung với nhau. Ở đây đi ra ngoài đi, đi. Ở đây nói chuyện chung với nhau. Đây là sự. Khi các bạn ra ngoài cho anh Tấn đi sao? Đi ngoài đi Tấn ơi. Đi ngoài đi. Đó, đi ngoài đi. Thực sự là chỉ nhỏ nhẹ mà nó nghe đâu. Anh ta đang nói chuyện với mọi người mà. Rồi vậy nói cho mọi người nghe câu chuyện nãy giờ anh ta mời anh được. Vậy nói đi. Nhạy cảm mà. Được. Nhạy cảm đừng nói. Anh Tấn lớn rồi. Thì cái vấn đề mọi người cần á là cần biết những cái câu chuyện mà phía sau anh em mình, hoặc là những cái gọi là cái gì ta, phía sau phía trước, những cái câu hỏi mà mọi người thắc mắc từ lúc mà anh em mình làm tới giờ đó mọi người. Thì clip này anh em mình làm sẽ để cho mọi người hỏi rồi anh em mình sẽ trả lời. Ok thì bây giờ chưa nói hết làm gì nháy hỏng ta trời. Thì mình anh em mình đã tạo ra một cái video mà chơi với ba người này luôn đi. Mày cũng được với tao luôn nữa. Thì anh em mình đã tạo cái clip này để cho mọi người hỏi những cái vấn đề mà mọi người đã thắc mắc từ lâu. Thì mình mong mọi người hỏi những câu hỏi thật là tế nhị, thật đàng hoàng. Thôi nha,
lớn người ta hỏi mình bộ tay mà liền không phải là những việc lớn người ta hỏi từ từ đó dùng năng mới một cơm đó thì tỷ một ngàn mấy tỷ hộp được cho người ta đếm đi ok mọi người, thì để không làm cho nó nhạt nhẽo cái clip này á thì bây giờ Danh với lại anh Tấn sẽ đờn hát cho mọi người, tặng mọi người một bài hát. Mình sẽ bè theo anh em, mình sẽ bè theo. Thì chưa có chuyện gì bị sẵn đâu mọi người. Đứng đi đấy. Thì cái này cũng là yêu cầu của nhiều người. Sao? Ok. Đúng rồi, đúng rồi. Trời ta đúng. Rồi bỏ đây. Tình anh em ta đi một nơi anh Tấn. Hả? Tình anh em ta đi một nơi. Đi đâu ba? Đi một nơi đi đâu? Nơi đâu? Tiện rồi mới nói tình anh em ta đi một nơi. Tự nhiên đang dịch đi đâu? Hả? Dịch đi đâu? Đi dịch thế là làm gì? Tôi chừng nha. Mới mượn, lỏng le à. Kéo. Ok thì bây giờ tự nhiên nguyên tên nhỏ đây mà bắt mình cho thấy mình hát chung với nhau đi. Hát chung với nhau luôn. Hát bè đó. Hát chung với gì? Bài gì mà? Chúng ta là anh em tốt. Trời ơi. Để bắt em bắt mình nha. Dạ được không? Chưa có sự chuẩn bị gì trên tự nhiên hát. Trời ơi, chuyện gì vậy trời. Rồi lấy lời đi. Lấy lời các mọi người đây, mình đang ghi lắc nha. À, nay mình hát cái bài mà bài gáp. Gáp nào? Quên anh luôn. Không phải. Gáp đàng hoàng. Gì? Tình kết. Của bạn cho anh tặng nữa quá. Quý. Cái đó mày phải cho sự chuẩn bị trước. Bỏ đi đi. Mà lấy không? Chúng ta là anh em tốt á. Hôm nay anh em định đánh nhau. Lâu bạn bè cũng đã bao đầy nè. Ủa? Hôm nay anh nghe mình đến nhau. Nào mình hát lên chút mình nhờ anh. Bạn bè cũng đã Chào mèo, có mèo quýnh chống không? Có, mèo quýnh chống nhẹ nhẹ đó mèo. Tình cảm mà mèo. Bây giờ mèo sẽ hối ban nhạc cho mọi người xem nha mọi người. Bây giờ anh em mình cái clip này là chúng ta nghệ chứ là sang gõ hả? Mèo gõ, mèo gõ đây. Ê, nhẹo đứng múa. Dẹo đứng múa. Đúng rồi. Đứng đâu rồi chạy tới múa. Trời ơi, bài tình cảm mà múa cái gì? Trời ơi, tình cảm múa được trời. Có biết đâu, có biết là múa được. Tại vì chúng ta cùng đến nhau lắm rồi đó. Đại quan người ta. Là khúc là chỉ cho dẹo là khúc là tình anh em ta đi đêm khắp phố. Thôi bỏ đi rồi giờ mình tiếp tục đi. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Nhà có mở. Mở đi. Hát sơ vô đây. Dành cho nhiều người. Ủa phải nào? Phải. Đó. Hôm nay anh em ta tìm đến nhau. Đúng rồi. Đúng rồi. Nào cùng hát lên. Đừng có lắc cái điện thoại không nổi. Ủa anh đọc hả? Cậu yên tâm đi, đưa cho anh đi. Mẹ hát cho giờ rồi bây giờ sẽ là bài hát chúng ta là anh em tốt cho anh em mình thực hiện những thằng trẻ trâu mỗi người lộn trẻ trâu trẻ trâu được nhiệm về này anh Tấn là trẻ ghé sẽ đợi cho anh em mình đợi cho anh em mình hát cho mọi người thằng khúc này là nó trẻ bò sẽ yêu nghe. Nói cùng hát lên chúc mừng nhau. Bao ngày tháng trôi qua là thời gian anh em ta mới nhớ. Dù cuộc sống có bao trông gai, dòng đời khó khăn không nản lòng. Dù là sông sâu, núi cao cũng vượt qua. Hôm nay anh ta càng hết đi, là vì chúng ta anh em tốt mà. Khi cảm thấy không vui hoặc là khi nhau bằng thật khổ biến. Bạn thì cứ nói có chuyện không vui, tôi cả bạn đến bên tôi lúc này. Tôi sẽ đến ngay vì chúng ta là anh em tốt.
làm chúng ta anh em tốt mà. Khi lòng thành không vui hoặc là khi nào bạn cần tôi đến, bạn hãy cứ nói có chuyện không vui, tôi cần bạn đến bên tôi lúc này, tôi sẽ đến ngay vì chúng ta là anh em tốt. Mạnh dạn comment đi mọi người, anh em mình sẽ trả lời nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt mọi người nha. Bye bye.